Xin chào các bạn, đây là cảnh mùa thu năm trước mà mình đã quay, lúc đó mới vô nghề làm video cho các bạn xem. Đó, thì đang đi bộ như vậy thì nhờ má ruột của mình đó quay cho mình một đoạn. Thì nói má đứng đó để con chạy xuống dưới nha, chạy thiệt nhanh xuống dưới để đi bộ lên. Thấy được một đoạn đường dài mình đi tới, thấy luôn cả khuôn mặt mình đó đang điệu đó các bạn. Thì chạy lên nói má quay cho con làm sao mà con thấy má quay cảnh không à, không thấy con dễ trơn vậy. Má nói chứ làm sao nữa, bây giờ quay cảnh á thì không thấy con, mà quay con á thì không có cảnh, cho nên má lắc qua quay cảnh miếng rồi quay con miếng để cho nó đều cả hai các bạn. Dễ thương không? Mình nói má quay có con nè, rồi cảnh nó đi sau con là được rồi. Cái má kêu vậy hả, thôi để má đi lên đó, đi bộ lên các bạn. Má đi lên chút xíu để cho nó có một cái đoạn đường dài để má mình quay mình đó. Má đang đi bộ lên đó. Lúc đó má mình là 63 tuổi, bây giờ má mình cũng được 64 tuổi rồi đó. Má hai má con vui lắm. Thì bây giờ đó mình đang điệu đó. Đó, chuẩn bị đi bộ lên đó, đó điệu không. Dễ thương không các bạn? Lúc đó ngây ngô mới làm video cho các bạn xem, còn ngơ ngác lắm. Nhiều lúc mà mình mở lại mình nghe lại cái giọng mình lúc đó, rồi cái cảnh lúc đó mình sao mà nghe mà mắc cười, mà đôi lúc cũng giận da gà. Sao lúc đó điệu dữ, điệu hơn bây giờ nhiều lắm. Nhờ các bạn nói điệu cho nên mình giảm bớt rồi, còn thôi điệu hơn nữa chuẩn bị té nữa. Đi sao dốc sắp xếp chút xíu nữa là té xuống dưới đường rồi đó. Cái giày sao mà na cái giày, tha cái giày chắc cũng 2-3 kg, sao mà nặng dữ, đi khồm cả tướng luôn. Rồi cầm thêm cái giỏ chắc là đựng đồ nghề quay phim gì, đựng nặng trịch chắc cũng sách cũng 3-4 kg, sao mà đi không nổi. Đi chút xíu lại quay chào đó, đi qua đi lại. May không có xe đó các bạn, chỗ này lâu lâu cũng có vài chiếc xe đi qua, mà cứ dàn qua chằng lại như vậy sợ má mình quay không có thấy mình, cho nên lâu lâu cũng tiến lại gần mấy quay phim chào chào, điệu điệu mấy cái rồi lại đi tiếp. Cảnh đẹp quá các bạn ha. Đó, mình tới đây á mình cảm thấy rất là lạnh lắm, nhưng mà mình đi bộ như vậy rồi ham chụp hình, ham quay phim đó, chào đó, chào các bạn đó, rồi cầm máy quay phim rồi nói là các bạn thấy không, cảnh mùa thu quá tuyệt đẹp nè. Đó, mình quay cho các bạn xem nè, lúc đó mình nói như vậy đó, xung quanh nè các bạn, dễ thương ha. Đó, lúc đó nhìn mình tròn trịa hơn bây giờ đó. Bây giờ do thức khuya làm video quá nhiều cho nên ốm đi các bạn. Bữa nào phải ráng ngủ nhiều nhiều lên để cho nó tròn mập lên chút xíu, ốm nhom mà. Bây giờ rất là ốm, lúc đó như là 47-48 kg, bây giờ chỉ còn 41 kg thôi các bạn, xuống tới 7-8 kg ạ. Tròn qua ha, lúc đó tròn đó. Đang làm gì đây không biết, chắc cúi xuống chỉnh máy chỉnh gì đây. Cười đó, cười điệu đó, đó. Nhìn lại mình lúc đó sao mình ngơ ngác, nhìn mắc cười quá chừng. Cũng hay, lâu lâu lục lại những video cũ mình xem rất là vui. Nói giới thiệu, đây là má của mình, hôm nay hai má con đi bộ dưới cảnh mùa thu rất là lạnh, nhưng mà xung quanh nhìn rất là đẹp, giống như là mình nhìn thấy cảnh đẹp mình sẽ quên lạnh luôn đó các bạn. Lạnh lắm, lạnh mà mặc váy nữa sao chịu nổi. Nhưng kế tiếp đây là cảnh mùa thu thứ hai, mình đang chạy ở trên đường thì mình thấy nguyên hàng cây rất là vàng, đẹp lắm. Mình nói ông xã ngừng ghé vô đây để cho mình quay phim. Đó, bây giờ vô đây thì trước một cái ngân hàng các bạn, ông xã vô ngân hàng có công chuyện chút xíu, mình ở ngoài này tha hồ mà quay.
đi lên đi xuống rồi quay giới thiệu với các bạn là nguyên cái hàng cây này lúc mùa hè nó xanh bát ngát luôn các bạn, bây giờ tới mùa thu á, lạnh một chút xíu là những cái lá này nó chịu không nổi, nó vàng, xong rồi những cơn gió chỉ nhẹ nhẹ đi ngang qua thôi thì lá nó rụng đầy ở trên cái bãi cỏ như thế này, nhìn rất là dễ thương các bạn ha. Đó, lúc đó mình đứng ở đây sao mình cảm thấy rất là thú vị, rất là yêu yêu cái cuộc sống hay làm sao, nhưng mà dù rất là lạnh các bạn, lạnh lắm, mình thấy mê cái cảnh đẹp này quá cho nên mình cố gắng đứng đây chống chống những cơn lạnh rồi mình quay quay sao mà da mình lạnh quá đó các bạn, nổi da gà lên hết trơn đó, mà cứ ráng cười rồi đi tới đi lui quay tất cả những cảnh đẹp ở đây để gửi đến cho các bạn xem đó. Thì lúc đó cũng vui lắm. Bây giờ chuẩn bị nè, bước chân nè, đó, điệu chút xíu, bước ở trên những cái lá khô như thế này, cái chỗ này mà các cặp tình nhân ra đây chụp hình ha, hay là đứng đây cầu hôn cũng đẹp nè, quá là đẹp luôn á, nhìn thầm mà thích quá. Lúc đó mình được mà tổ chức đám cưới ở Mỹ thì mình sẽ chọn cảnh mùa thu, mình mặc áo sa rê, mình đi quanh ở đây, nhìn chắc thích lắm á các bạn. Sao mình đó, mình quay cho các bạn từng cái lá nhìn cũng đẹp ha. Sao lúc đó mình nhìn mình thấy sao mà cái gì cũng đẹp, mình cứ đứng mình quay hoài. Thì ở bên này á, nguyên hàng cây nó khoe sắc mùa thu, còn bên kia là người dân chạy xe tất bật đi làm, đi công việc. Rồi tiếp tới là cảnh mùa thu thứ ba, quá chừng là đẹp, cái lá này còn đẹp nhiều màu sắc hơn cái lá hồi nãy nữa, màu vàng, trắng, đỏ, rồi nâu nâu cũng có. Đó, ở đây là gần cái khu vực nhà của người dân, nhà chung cư đó các bạn. Nhìn cảnh sống rất là yên bình ha, nhìn sao mà thích quá. Mình đi leo lên cái dốc này, chạy xe ở ngoài 6-7 tiếng đồng hồ các bạn, chỗ nào cũng thấy cảnh mùa thu, cứ ghé vô thôi. Đó, cái cảnh này là mình thích nhất, nhìn cái màu lá mình chưa bao giờ thấy nó đẹp như thế này, cho nên mình vô đây sao mà bước ở dưới những hàng cây nè, tự nhiên mình thấy như mình đi lạc vào trong một cái khu vườn nào mà nó đẹp mà chưa bao giờ mình được thấy đó. Mình đứng đây mình thương lắm, thương những cái lá này lắm đó. Cúi xuống lượm thử ha, lượm thử miếng lá rải xuống nè cho nó đẹp đẹp, mà không có đẹp gì hết trơn, nó rơi nhanh quá. Đi xuống chút xíu nữa là có một bóng cây mùa thu màu vàng, thì cũng rơi rụng rất là nhiều lá vàng. Một khúc ở trên là đà lá đỏ trắng, ở dưới này là lá hơi vàng chút xíu ha. Bên kia là cũng khu nhà của người dân ở, nhìn rất là thơ mộng ha các bạn. Bên kia đường hay bên này đường thì mình thấy cũng dễ thương hết. Đó, mình quay nguyên cái bóng cây đỏ cho các bạn xem này ha, thương chưa? Sao mà mê đứng ở đây đó, quay thêm một chút xíu nữa là đi về. Thấy chưa, cái đất thì nó dốc, xong lá thì nó đổ xuống gốc cây, chỗ này á ai vô đây đóng phim cũng được đó các bạn. Nhìn sao mà nó mê quá, mình mê luôn, mình đứng. Mấy người họ chạy ngoài đường họ nhìn mình đứng đây hoài, chắc họ kêu mình bị gì sao mà đứng lâu dữ. Đây là cái lúc mình xuống xe để mình tới mình quay cái cảnh hồi nãy đó. Đó, chạy xe một mình, lúc thì có ông xã, lúc thì một mình chạy. Rồi chạy xe tới cảnh mùa thu thứ 4. Đó, chỗ này cũng khu chung cư luôn, nhà của người dân người ta ở san sát nhau, hơi giống nhau hết. Thì mình chạy xe vô trong một cái bãi đậu xe nhỏ nhỏ ở đây mình đậu ha, xong mình xuống mình quay mấy cái cảnh lá vàng vàng nằm trong những khu nhà, nhìn thì dễ thương đó. Thì mình đi mình thấy là mình gom hết lại, nhặt hết lại, bỏ hết vô trong một cái video, có cảnh này cảnh kia để cho các bạn ngắm cho thỏa thích ha. Mình cũng rất thích mùa thu, nhưng mà người ta nói mùa thu buồn, mà sao mình thấy cũng không có buồn gì, thấy rất là đẹp đó các bạn. Đó, nhìn lá nè, rụng nhiều quá, đổ ở dưới đó, giống như mà một lớp thảm ở dưới luôn. Cây lá gì đâu mà nó đẹp.
này có cái máy chụp hình rõ rõ đó các bạn, chụp vai tắm nhìn nó rõ ràng cái lá, còn mình quay thì nó không có rõ lắm, nhưng mà có cũng ok ha. Nguyên dãy nhà của người dân ở này các bạn đó, người ta ở chung cư như vậy đó các bạn. Nhà chung cư thì không có vườn để trồng. Bây giờ thì mình chạy xe tới cảnh mùa thu thứ năm. Chỗ này là khu ở của riêng biệt của từng hộ gia đình các bạn. Nhìn cái cảnh nhà ở đây rất là xưa rồi các bạn, chừng khoảng mấy chục năm hay là gần 100 năm đó các bạn mới có những cái kiểu nhà như thế này. Nhưng mà mình rất là thích cái bóng cây này, nhìn đẹp quá chừng. Rồi mình thích luôn cả cái căn nhà này nữa. Căn nhà mà các bạn thấy có cái ống khói mà mùa lạnh đó người ta đốt củi ở trong, mình thấy khói mà bốc bốc lên ở trên mái nhà là mình cảm thấy sự ấm áp của một gia đình ở trong á. Người ta đang tụ họp với nhau rồi ăn uống hay là cái gì đó, mình thấy cứ khói lên là mình tưởng tượng như vậy thôi. Rồi tiếp nữa là cảnh mùa thu thứ 6, nhìn cũng đẹp các bạn ha. Nhìn cây sao mà cái cây này loại cây rừng gì mà nó lạnh nó đỏ thì là đỏ, màu này màu đỏ hay màu gì ha, đỏ rồi hồng rồi pha tím, nên cái màu này nó pha không có chắc đó các bạn. Mình quay xung quanh cái cây cho các bạn xem nè. Nhìn thương không, ở dưới nè lá rụng rụng như là xác pháo ha. Ngày xưa thấy pháo nổ thì mới thấy được những cái vỏ pháo như thế này, còn bây giờ nhìn lá cây cứ tưởng tượng thôi các bạn. Ở đây cũng rất là dễ thương nè. Những hàng cây lá đỏ này á, là mình quay của ngày hôm sau nữa các bạn. Ngày hôm sau á, thì trời không có ấm áp nữa mà lạnh hơn nữa. Rồi mây mù kéo xuống. Nhưng mà mình hồi đó mình sao mà nhiều lực vậy không biết. Cố gắng quay. Coi như ở khu vực gần nhà mình có bao nhiêu cảnh đẹp á, thì cứ quay hết đó. Còn cầm lá lắc qua lắc lại để quay cho các bạn xem đó. Rồi chạy xe tới đây nữa, mình quay thêm cảnh mùa thu cuối cùng ở đây ha. Chỗ này á, tới đây lại mưa rồi. Mình đang đi á, mưa bay, gió tạt rất là mạnh. Thì bây giờ mình sẽ xuống xe quay đó. Ở đây là cái văn phòng gì đó hay là khu nhà mình cũng biết nữa, nhìn cũng rất là xinh. Thì lá nè, gió đang lớn đó các bạn, quay mấy bộ phim nó thổi ở trong máy vù luôn đó. Những cái lá mưa ướt rồi mà gió mạnh quá cũng trắc lên mà bay, các bạn thấy không, gió lắc lư những cái lá ri rào nhưng mà vẫn thấy nét đẹp của mùa thu. Càng gió thì càng đẹp, lá bay rụng đầy xuống ở dưới ha. Các bạn thấy mê cái kình lá này, mình thu gần lại cho các bạn xem đó, nhìn mê chưa. Đi quay cảnh mùa thu mà lạnh cống luôn, về hôm đó là phải hôm sau nữa là bệnh luôn các bạn. Nhưng cố gắng, mình thích mình quay được một cái cảnh mùa thu có trong video gửi đến cho các bạn xem là mình rất là vui rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem cảnh mùa thu ở Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn muốn chia sẻ đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.